Thưa quý vị và các bạn, Huế và Tết Huế luôn là điều thu hút du khách thập phương bởi những nét văn hóa đặc sắc mang đậm chất cung đình của thành phố cố đô. Tết Canh Tý năm nay, cả tỉnh Thừa Thiên Huế trở nên rực rỡ và sang trọng hơn bởi những cảnh sắc riêng có, kết hợp với những nghi lễ truyền thống, các hoạt động vui chơi giải trí được tổ chức xuyên suốt từ cuối tháng Chạp âm lịch. Chủ đề ống kính du lịch với sự phối hợp của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế xin trân trọng giới thiệu những hoạt động đón xuân Canh Tý của người dân thành phố Huế cùng nhiều du khách gần xa. Ngay từ những ngày cuối tháng Chạp âm lịch, cả thành phố đã rực lên những sắc màu của hoa và các hoạt động trang trí đón Tết. Nổi bật là trung tâm thành phố với các công viên dọc theo hai bờ sông Hương. Với chủ đề Huế xanh, hồi xuân năm 2020 do Trung tâm Công viên Cây xanh Huế tổ chức trải dài từ công viên Lý Tự Trọng, đoạn từ Bảo tàng Hồ Chí Minh đến cầu Trường Tiền, gồm các địa điểm như công viên Lý Tự Trọng, Tử Tường, không gian 19 Lê Lợi, đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, cầu Gỗ Lim. Tết năm nay chúng tôi đã tăng cường tưới nước cho cây và vun phân cho hoa được xanh tươi và nở muộn. Và thứ hai là chúng tôi đã trồng ba cây để cây được tươi tốt và thẳng thắn để phục vụ hậu vụ xuân. Không khí xuân đã rộn ràng ở công viên Thương Bạc từ rất sớm với chương trình Tết Huế do Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức. Đã 3 năm nay, chương trình Tết Huế là một chương trình đầy ý nghĩa và tính nhân văn. Với sự tham dự của các đội thi đến từ các vườn trên địa bàn thành phố, mỗi đội thi sẽ trổ tài nấu bánh chưng, bánh tét và trang trí mâm cỗ đón Tết mang đậm bản sắc và truyền thống của người dân xứ Huế. Năm nay phường Phú Hòa tham gia kỳ hội thi Tết Huế với mong muốn là đem đến cho tất cả mọi người một cái không gian xưa, một cái Tết truyền thống với tất cả đầy đủ những cái nét xưa như là bánh chưng xanh, như là mứt gừng, mứt dưa và cái mâm ngũ quả. Thì hiện tại ở trên cái bàn của đội thi phường Phú Hòa là hầu như là hội tụ tất cả các cái yếu tố mà mình vừa nói như trên, và cũng mong muốn là sử dụng tất cả những cái sản phẩm mà hầu như là hạn chế cái bao ni lông, và cũng mong muốn đem đến cho tất cả mọi người một cái Tết sum vầy và đầy đủ những cái đặc trưng của người Huế. Sau hội thi, những sản phẩm của các đội sẽ được đem tặng cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo cùng với những khoản đóng góp nho nhỏ mang hơi ấm mùa xuân đến mọi nhà. Việc làm ý nghĩa này của thành phố Huế đã duy trì 3 năm nay, không chỉ tạo nên không khí đón xuân vui tươi ở trung tâm thành phố mà còn là một nét đẹp của thành phố mỗi khi Tết đến xuân về. Năm nay thì có sự tham gia của thành phần rất là đa dạng, ngoài nhân dân, du khách thành phố, các đoàn thể của 27 phường và 54 đội thi thì còn có sự tham gia của các nghệ nhân đến từ các địa phương khác nhau. Đặc biệt là kết quả của các hội thi về bánh chưng, bánh tét và mứt tết sẽ dành tặng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc dự án di dời giải tỏa khu vực một kinh thành Huế. Đây cũng là cái tâm huyết của tất cả các thành viên tham gia các hội thi và thành viên của Tết Huế với cái mong muốn gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phong tục tốt đẹp của người dân xứ Huế trong đón Tết cổ truyền dân tộc và chia sẻ những khó khăn đối với đồng bào đang còn khó khăn. Khác với vẻ sang trọng và hiện đại của không gian Tết hai bờ sông Hương, ở Đại Nội lại là một dạng vẻ khác của Tết Huế, long trọng và quý phái. Ngày Tết của những bậc vua chúa xưa được bắt đầu từ 23 tháng Chạp với phong tục dựng cây nêu. Năm nay, nghi lễ này lại được tái hiện với các nghi thức long trọng. Sân gạch tường phôi, người quẹt lại, vẽ cung trừ quỷ trồng cây nêu. Đó là hai câu trong bài thơ Tết của mẹ thôi của nhà thơ Nguyễn Vấn, gợi nhớ về một nghi thức đón Tết cổ truyền trong đời sống tinh thần của người Việt, lễ dựng nêu. Trải qua thời gian, nghi thức này đã dần mai một, nhưng hình bóng cây nêu ngày Tết vẫn còn đó trong tâm thức của mỗi người dân đất Việt. Nhằm gợi nhớ về một cái Tết cổ truyền của người xưa, đồng thời cũng là để giới thiệu đến du khách gần xa những phong tục tập quán đón Tết của người dân xứ Huế. Từ nhiều năm nay, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tái hiện nghi thức dựng nêu vào sáng ngày 23 tháng Chạp tại cả ba nơi: Triều Cổ Miếu, Thể Miếu ở Đại Nội và Điện Long An ở bên ngoài Hoàng Thành Huế. Lễ dựng nêu là một phong tục xa xưa của người Việt bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp.
Cây nêu không chỉ là khởi đầu cho cái Tết cổ truyền, mà ở trên đó còn gắn liền với truyền thuyết tấm áo cà sa của Đức Phật. Bóng của chiếc áo trải đến đâu, ma quỷ đều lặn xa đến đấy. Còn với Hoàng cung Huế, đó là thời điểm ngưng việc triều đình, khởi sự cho những ngày vui Tết ở trong cung. Giữa triều Nguyễn thì chúng tôi tìm hiểu cái lễ dựng nêu này. Lễ dựng nêu này chỉ mới được Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế phục dựng, có tính chất tái hiện và trở thành một cái nghi thức như một cái đám rước và một cái lễ nhằm vừa là cái thể hiện cái tinh thần của đầu năm mới của cái khu di sản và trở thành một cái tiết mục mà du khách có thể tương tác được. Do vậy thì trong cái lễ dựng nêu các cái tình tiết, các cái nghi thức, chúng tôi cũng nghiên cứu trên cơ sở các cái nghi thức truyền thống của triều Nguyễn và khác cái lễ dựng nêu ở ngoài dân gian, lễ dựng nêu ở trong cung triều Nguyễn thì các vị vua thường là cái dùng cái lễ này để báo hiệu kết thúc cái công việc hành chính trong một năm và để báo hiệu cái thời gian nghỉ Tết. Với những vị khách nước ngoài, lần đầu tiên được xem lễ dựng nêu cũng là một trải nghiệm hết sức thú vị. Tết Huế, Tết xưa ngày càng thu hút hơn những vị khách đến từ châu Âu. Đây là lần đầu tiên tôi đến Huế và rất thú vị khi được xem lễ dựng nêu trong đài nội. Tôi được hướng dẫn viên giới thiệu rằng nghi lễ này sẽ khởi đầu cho dịp nghỉ Tết của triều đình ngày xưa. Tôi cảm thấy rất ấn tượng, thật hay và ý nghĩa. Du khách đến Huế trong dịp Tết đừng quên ghé thăm đài nội Huế để cảm nhận một cách trọn vẹn một cái Tết cổ truyền mang âm hưởng cung đình với cả chương trình hương xưa bản Tết, trên tấu đài nhạc, tiểu nhạc, múa lân sư rồng và cả nghi lễ đặc biệt chỉ riêng có ở cung đình Huế như lễ đổi gác, âm sắc cung đình và đặc biệt là triển lãm Tết hoàng cung qua mộc bản triều Nguyễn. Một cái Tết vui tươi và nồng ấm đang chờ đón du khách bằng chính những hương sắc của vùng đất cổ đô. Và trên hết là tình cảm ấm áp và truyền thống hiếu khách của những người dân xứ Huế. Sau lễ dựng nêu, trong khuôn viên đài nội diễn ra hàng loạt chương trình đón xuân rất đặc biệt, thú vị với khách du lịch. Khởi đầu là chương trình hương xưa bản Tết, một chương trình mang đậm sắc xuân và âm sắc của cung đình Huế. Trong không gian tràn ngập sắc xuân, đài nội Huế lung linh rạng rỡ với các loài trang phục truyền thống, những đôi câu đổi thắm và ngập tràn sắc hoa. Du khách có cơ hội trải nghiệm qua những hình bóng của nếp xưa xứ Huế, nhất là không khí gọi bánh chưng, bánh tét, lắng đọng trong không khí Tết xưa, trong âm hưởng của điệu chầu văn. Trong chương trình từ nay đến hết ngày 7 tháng Giêng, chúng tôi có nhiều hoạt động trong Hoàng cung Huế. Chương trình hương xưa bánh Tết sẽ gợi lại cho chúng ta cuộc sống trong chốn cung xưa với những người phụ nữ rất là đảm đang, những người đàn ông cũng tham gia nội trợ. Rồi các hoạt động khác như lễ thiệt triều, lễ đổi gác sẽ được tổ chức trong các cái khuôn viên của cả trong hoàng cung từ nay đến hết ngày 7 tháng Giêng. Và qua đó chúng tôi mong muốn phục vụ tốt nhất du khách đến tham quan Huế, tham gia các cái hoạt động trong hoàng cung nhân dịp Tết Nguyên Đán năm nay. Rộn ràng nhất ở đài nội là không gian trải nghiệm các trò chơi cung đình và dân gian trong ngày Tết. Nhiều du khách la lẩm và thích thú với trò chơi đổ sam hường, bài vù cùng với các ông đồ tàng trữ thư pháp ngày xuân. Em cảm thấy rất là ấn tượng với lại trò chơi mang tên là đổ sam hường. Cái tên thôi cũng đã thấy rất là ấn tượng rồi. Và nhìn vào thoạt đầu khi mà mình đứng ở ngoài mình chưa có tham gia vào thì mình cảm nhận là nó rất là khó. Nhưng mà khi mà mình chú tâm một chút xíu, nghe hướng dẫn thì mình cảm thấy nó cũng không có quá khó để mà tham dự vào cái trò chơi này. Và cảm thấy rất là vui. Theo khảo sát của Sở Du lịch, Huế là một trong những địa điểm được du khách nước ngoài yêu thích và lựa chọn để trải nghiệm không khí Tết cổ truyền. Với truyền thống văn hóa đậm đà, kết hợp với sức trẻ của một thành phố đang phát triển, Huế quyến rũ khách du lịch bởi sự tươi trẻ, phóng khoáng mà không mất đi những giá trị xưa. Một mùa xuân mới đang về trên những cung điện cổ kính, trên đền đài rêu phong và với cả những con đường xanh sạch của một thành phố văn hóa, thành phố du lịch sạch ASEAN 2018-2020. Chủ đề ống kính du lịch được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế và Sở Du lịch Thừa Thiên Huế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.